Now welcome. Now welcome to our class. Now let's begin Unit 1. Unit 1, back to school. Names and addresses before and five. Now listen, they write it with a partner. Izzy, Hoa, and Nam. This is Hoa. Learn some vocabulary. Now, how far? Meter, kilometer. How far là bao xa? Hỏi khoảng cách từ nơi này đến nơi kia. Bao xa ta dùng là how far. Meter là mét. Kilometer là km. Và 1 km bằng 1.000 mét. How far meter kilometer? Now, about kilometer. Where do you live, Ma? I live at 12 Tran Hung Dao Street. How far is your house from school? It's not far, about 1 kilometer. Where do you live, Ma? How do you go to school? I live at 12 I go to school by bike. How far is your house from school? It's not far, about 1 kilometer. How do you go to school? I go to school by bike. À, Nam ask Hoa, bạn Nam hỏi bạn Hoa. Where do you live? I live at 12 Trần Hưng Đạo Street. How far is it from your house to school? It's not far, about 1 kilometer. How do you go to school? I go to school by bike. Now there are three questions. Ở đây chúng ta có ba câu hỏi nè. Ba câu hỏi. Where do you live? How far is it from your house to school? How do you go to school? Và chúng ta có là how far. How far là bao xa? Ha, là mẫu câu mới. How far is it from your house to school? Và chúng ta nói là không xa lắm. It's not far. About 1 kilometer. It's not far. Còn không gần lắm thì ta làm như vậy. It's not near. It's not near. Và how do you go to school là ở lớp 8. À, lớp 6 chúng ta học rồi. Lớp 6 chúng ta học. I go to school by bike. I go to school by bus. I go to school by motorbike. Right? Vậy trong 3 mẫu câu hỏi này thì chúng ta có mẫu câu how far là mẫu câu mới. Now practice the left block please. Nam and Hoa. Các bạn đóng vai Nam và Hoa cho cô nhé. À, chúng ta có thể đóng vai ở nhà. À, chúng ta cùng làm nhóm với các bạn mình nhé. Rock the dialogue. Now, teacher, how far is it from your house to school? How far is it from your house to school? It's about 1 kilometer. Vậy hỏi khoảng cách từ nhà của bạn đến trường bao xa? Ta dùng cụm từ là, câu hỏi là how far is it from your house to school? Và khoảng 1 cây số. It's about 1 kilometer. How far, bao xa. How far is it from to? From là từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai là ta dùng to. It's about, cái vị trí ta chưa xác định rõ là bao nhiêu cây số và bao nhiêu mét thì ta dùng it's about ha. Và khi từ 2 cây số trở lên hoặc là từ 2 mét trở lên thì danh từ này có chữ s. Kilometers, meters. Example. How far is it from your house to school? It's about 2 kilometers. It's about 400 meters. Vậy từ nhà bạn đến trường, from to, from your house to school. How far is it from the bank to the bus stop? It's about 1 kilometer. Vậy từ vị trí là the bank đến trạm xe buýt, vị trí thứ nhất là the bank, vị trí thứ hai là the bus stop. Và khoảng thì dùng là about. It's about 1 kilometer. Now chain game, play chain game. How far is it from your house to school?
It's about 1 kilometer. It's about 500 meter. What about 100 meter? Vậy các bạn hỏi đóng vai, hỏi vị trí từ nhà mình đến trường hoặc là vị trí từ nhà mình đến một địa điểm nào ha. Nhiều how far is it from here to the market? Từ nhà bạn đến chợ bao xa? Now, how far is it from your house to the market? How far is it from your house to the bus stop? How far is it from your house to the cinema? How far is it from your house to the post office? Vậy từ nhà bạn đến chợ, từ nhà bạn đến trạm xe buýt, từ nhà bạn đến trạm chiếu phim, từ nhà bạn đến bưu điện. Make a dialogue. Now, where do you live? I live at 12 Trần Hưng Đạo Street. How far is it from your house to school? It's not far, about 1 kilometer. How do you go to school? I go to by bike. Và tương tự như vậy chúng ta làm ha. Các mẫu câu. Now goodbye. That's all for today. Thank you.